Ngăn cấp đông mềm thì không phải là chuyện gì quá là to tát hay xa lạ nữa. Nhưng mà ngăn cấp đông mềm có kháng khuẩn lại là câu chuyện khác. Chào các bạn, đây là chiếc tủ lạnh 4 cánh của Panasonic với nhiều tính năng và công nghệ hiện đại đưa trải nghiệm người dùng lên một tầm cao mới. Theo thông tin mình lục lọi được trên báo đài thì Panasonic đã đạt danh hiệu tủ lạnh có công nghệ diệt khuẩn hiệu quả nhất tại Tech Award do người tiêu dùng và chuyên gia công nghệ bình chọn. Không chỉ sở hữu cho mình nhiều tính năng công nghệ hiện đại mà tủ lạnh còn chiều lòng được rất là nhiều người tiêu dùng khó tính nhất thông qua thiết kế bên ngoài. Đập vào mắt mình chính là kích thước tủ. Với số đo 3 vòng như thế này thì tha hồ chúng ta để đồ ăn ha. Dung tích lên đến 550 lít. Tủ có 4 cánh, 2 cánh trên là ngăn đông và 2 cánh dưới là ngăn lạnh. Lúc đầu, có thể chúng ta sẽ không quen trong việc nhận biết đâu là thực phẩm cần lấy. Nhưng tin tôi đi, sau thời gian sử dụng, bạn sẽ thấy được sự tiện lợi của 4 cánh cửa như thế này. Thứ nhất là nó giúp bạn dễ dàng lấy được thực phẩm hơn, không cần phải mở hết 4 cánh cửa ra. Và thứ hai là nó giúp chúng ta tiết kiệm điện hơn. Không khí lạnh tràn ra ngoài cũng sẽ ít hơn so với những dòng tủ lạnh khác mà bạn phải mở toàn bộ cửa tủ ra để lấy đồ. Tông đen là màu chủ đạo với mặt kính tràn viền và nhìn kỹ thì bạn sẽ thấy ánh xanh lấp la lấp lánh trông như là dải ngân hà vậy đó. Nhìn sang và đẹp nhưng mà hạn chế của dòng tủ này nói chung chứ không phải riêng tủ lạnh đâu ha. Đó là dễ bám vân tay. Cho nên là các bạn chúng ta chịu khó lau chùi tí xíu là được. Tay cầm cũng là một điểm nhấn cho tủ khi được làm công duyên dáng. Việc đặt tay vào mở cửa tủ dễ dàng và không tốn quá nhiều lực. Như lúc nãy Hưng đã chia sẻ thì tủ lạnh này ngăn đông vẫn được ưu tiên đặt ở phía trên. Mỗi bên cánh tủ đều có hai khay chứa, chúng có thể tháo dễ dàng để vệ sinh. Cái này thì tủ lạnh nào cũng có cho nên là Hưng sẽ không nói nhiều về nó nữa. Hộp làm đá được làm cố định ở góc trái của tủ. Muốn lấy đá thì bạn chỉ cần xoay nhẹ như thế này là được. Nhưng mà cái Hưng chú ý nhất vẫn là không gian ngăn đông rất là rộng rãi, hoàn toàn phù hợp với gia đình nào đông người hay là có thói quen trữ đồ ăn với số lượng lớn. Có một số trường hợp khi chúng ta sử dụng tủ lạnh đặc biệt là ở ngăn đông, các bạn có bao giờ cảm nhận là khi chúng ta lấy đá ra, chúng ta uống nước hay là uống bia hay uống nước ngọt thì đá nó bị ám mùi đồ ăn, cho nên là nước nó sẽ không có ngon nữa. Nhưng mà Panasonic đã giải quyết vấn đề này rất là tốt khi mà nó có cái ngăn trữ đông tinh thể bạc AG 2 sensor. Ngăn này được thiết kế dạng ngăn kéo hộp có nắp đậy kính để trữ đông thịt cá và các loại thực phẩm có mùi khác. Khi mình lấy hẳn cái ngăn kéo ra ngoài thì thấy bên trong có bộ lọc tinh thể bạc được đặt bên trong để đảm bảo loại bỏ được những cái mùi hôi khó chịu từ các loại thực phẩm tươi sống có mùi tanh, mùi hôi, tránh lẫn mùi với các thực phẩm khác trong tủ để đảm bảo vệ sinh hơn. Và tinh thể bạc AG không chỉ bảo vệ ngăn đông của tủ lạnh này mà ở phía dưới ngăn lạnh, tinh thể bạc cũng giúp cho tủ lạnh được diệt khuẩn tốt hơn. Cụ thể hơn là sự kết hợp giữa ngăn cấp đông mềm Brightfresh cùng công nghệ Blue AG+. Đây chính là điểm ăn tiền của sản phẩm này. Chị em hay tìm những tủ lạnh có ngăn cấp đông mềm để tiết kiệm được thời gian rã đông và cũng như là đảm bảo được chất lượng thực phẩm khi chế biến. Công nghệ cấp đông mềm Brightfresh giữ thịt cá ở nhiệt độ khoảng âm 3 độ C và từ đó nó sẽ tạo ra lớp băng mỏng bao phủ lên toàn bộ thực phẩm. Ở đây, Hưng có đang bảo quản một miếng thịt bò được mua từ ngày hôm qua. Và nếu như các bạn nhìn kỹ nha, sẽ thấy là bề mặt trên nó óng ánh do lớp băng mỏng phía trên bề mặt. Thịt vẫn giữ được độ đàn hồi tốt, dễ cắt, dễ chế biến. Và theo như thông tin từ Panasonic thì với nhiệt độ âm 3 độ C sẽ giữ được độ tươi ngon trong khoảng 7 ngày mà không cần rã đông. Ngoài ra bạn có thể kích hoạt chế độ Brightfresh cộng để thực phẩm đạt trạng thái cấp đông mềm nhanh hơn gấp 4 lần. Vậy thì cái ánh sáng xanh ở ngăn cấp đông mềm này để làm gì? Đây là công nghệ Blue AG+ với sự kết hợp các chức năng của bộ lọc tinh thể AG và đèn LED xanh cường độ cao giúp khử mùi và diệt khuẩn tối đa. Theo thông tin từ Panasonic, với công nghệ này sẽ diệt được 99,99% vi khuẩn và nấm mốc tồn tại bên trong tủ. Kết quả đã được thử nghiệm bởi Sussexan Wasser GmbH của Đức, một con số quá là ấn tượng phải không các bạn? Và theo góc nhìn quan điểm cá nhân của riêng hơn thì tủ lạnh này nó cho chúng ta một trải nghiệm làm bếp rất tuyệt vời. Đồ ăn nấu ra nó sẽ ngon hơn và đặc biệt hơn nữa là sức khỏe gia đình của bạn sẽ được bảo vệ. Nãy giờ chúng ta nói quá nhiều về ngăn thịt cá rồi, vậy thì ngăn rau củ quả dành cho người healthy thì sao? Đó vẫn là một điểm sáng của tủ lạnh này. Ngăn rau củ quả được chia làm hai, ngăn trên và ngăn dưới. Với cái ngăn rau củ quả phía trên thì bạn có thể đựng được những thực phẩm nhỏ như trái cây. Còn ngăn dưới rộng hơn thì mình có thể đựng được những cái rau củ quả lớn hoặc là nguyên trái dưa hấu, bông cải, các kiểu. Việc chia làm hai ngăn như thế này thì mình thấy rất là thông minh và khoa học. Thứ nhất là sẽ giúp bạn xác định được đâu là cái loại thực phẩm cũng như là rau củ mà chúng ta muốn sử dụng và từ đó các bạn chúng ta lấy nó dễ dàng. Thứ hai là tránh được cái tình trạng trái cây lớn đè lên trái cây nhỏ làm cho trái cây nó bị dập, hư hỏng, gây lãng phí.
Ngoài ra thì trên ngăn rau củ còn có bộ điều khiển cho phép bạn tự động điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với lượng rau củ quả được bảo quản. Và độ ẩm tối đa mà chúng ta cài đặt á cho phép là 90%, và mình có thể dễ dàng điều chỉnh bằng cách là chúng ta kéo qua, kéo lại như thế này. Và trong ngăn lạnh á còn có thêm khay kính chịu lực rất là chắc chắn, bạn có thể tháo ra dễ dàng để vệ sinh. Bên trong tủ, ngoài ánh sáng xanh cường độ cao đẹp mắt ra thì tủ vẫn được trang bị đèn LED với ánh sáng mát mắt, ít tỏa nhiệt và tiết kiệm điện. Ở cửa ngăn lạnh, mỗi bên có thêm 3 kệ chứa đồ và 2 khay đựng trứng luôn. Bạn vô tư để đồ ăn, nước ngọt, kem các kiểu. Và thêm một cái tiện lợi nữa là tủ lạnh này nó có chung một bảng điều khiển cho cả ngăn đông và ngăn lạnh luôn. Chức năng của các nút mình có thể chú thích trên màn hình để các bạn tiện theo dõi hơn. Ở đây có thêm chức năng làm đông nhanh nữa nè. Để bật chế độ này á thì bạn ấn cái nút John Select đến ngăn C, sau đó ấn cái nút Temple Select đến khi mà đèn Quick Freezing sáng. Chế độ làm đông nhanh nó sẽ khởi động sau khoảng 10 giây. Tủ lạnh có thể giảm nhiệt độ nhanh chóng và tăng tốc độ làm đá. Nhưng mà các bạn lưu ý nha, cái chế độ ngăn đông mềm mới Refresh cộng á và cái làm đông nhanh này nó không thể đồng thời hoạt động chung một lúc được. Chúng ta chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi. Một chiếc tủ lạnh to và chứa nhiều đồ ăn như vậy thì liệu là nó có làm lạnh nhanh và đồng đều hay không? Câu hỏi rất hay và rất nhiều người quan tâm. Nhưng mà các bạn yên tâm, đối với một chiếc tủ lạnh cao cấp như thế này nè thì chắc chắn nó không làm chúng ta thất vọng. Được trang bị công nghệ Panorama có khả năng làm lạnh đa chiều và đưa các luồng khí lạnh thổi nhanh và đồng đều khắp các ngóc ngách trong tủ. Vì vậy là khi để đầy thực phẩm trong các ngăn vẫn đảm bảo được thực phẩm luôn được bảo quản tốt và chúng luôn tươi ngon lâu dài. Hồi nãy giờ Hân chia sẻ thì chắc chắn là có rất nhiều người quan tâm và háo hức được trải nghiệm con tủ lạnh này. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là khi mua nó về, một cái vấn đề chúng ta luôn quan tâm đó chính là nó có tốn điện hay không. Và rất là may, chiếc tủ lạnh này được trang bị công nghệ Multi Control giúp kiểm soát chính xác nhiệt độ của từng ngăn tủ độc lập, ít tiêu hao năng lượng. Ngoài ra tủ còn có máy nén inverter và cảm biến Econavi, một cảm biến làm nên tên tuổi của Panasonic. Ba loại cảm biến Econavi thông minh là cảm biến cửa, cảm biến nhiệt độ phòng và cảm biến nhiệt độ bên trong. Thông qua kết quả phân tích từ cảm biến, máy nén inverter sẽ tự động điều chỉnh tốc độ quay của động cơ, từ đó giúp tiết kiệm năng lượng ở mức cao nhất. Và để ghi nhớ được tất cả những cái thói quen sử dụng của gia đình bạn thì chắc chắn rồi, nó phải đi học thôi. Dạy con từ thuở còn thơ, dạy tủ từ thuở bơ vơ chúng ta mới khiêng về. Nhưng mà Hân nhớ nó mất khoảng 3 tuần để nó học và nó ghi nhớ lại tất cả những cái thói quen sử dụng tủ của từng thành viên trong nhà. Cũng khá nhanh á. Và bắt đầu từ thứ tư trở đi là nó vào đời luôn rồi các bạn. Nó sẽ vận hành những cái thói quen đó để ứng dụng cho chúng ta theo thói quen đó. Cho nên chúng ta nhớ ghi nhận một tí. Còn cái lưu ý cực kỳ quan trọng nữa là chế độ vận hành Econavi được kích hoạt tự động khi bộ điều khiển nhiệt độ cho cả ngăn lạnh và ngăn đông được cài đặt ở vị trí lạnh vừa. Với chế độ làm đông nhanh và ngăn cấp đông mềm mới thì chế độ Econavi sẽ không hoạt động. Để kiểm chứng khả năng làm lạnh của tủ thì Hân có đo nhiệt độ ngăn cấp đông mềm. Nhiệt độ mà Hân đo được là âm 4,5 độ C. Con số này đúng như hãng công bố là âm 5 độ C đến âm 1 độ C. Đồng thời, mình cũng đo nhiệt độ ở mức lạnh vừa với ngăn đá và ngăn lạnh. Kết quả cho ra thì khá ổn áp nha các bạn. Như Panasonic công bố, ngăn đá nhiệt độ dao động từ âm 23 cho đến âm 17 độ C. Ngăn lạnh dao động từ 1 đến 7 độ C. Và khi Hân cho tủ chạy full tải trong vòng 24 tiếng, sử dụng cái thiết bị chuyên dụng để đo đạt á, thì Hân thấy là với dung tích to như thế này nè và nhiều công nghệ thì tủ chỉ tiêu tốn đâu đó khoảng hơn ký điện một ngày à. Như vậy thì rất là xứng danh với danh hiệu là siêu tiết kiệm điện. Và đó là tất cả những thông tin mà Hân muốn chia sẻ với các bạn. Thị trường tủ lạnh thì hàng hà vô số, rất nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng. Nhưng mà nói đến một chiếc tủ lạnh bảo vệ sức khỏe toàn diện với khả năng khử mùi, kháng khuẩn cực cao đến 99,99% thì phải nói đến Panasonic. Và Hân nghĩ là tủ lạnh này sinh ra để giúp bạn có cuộc sống tiện nghi hơn, có những cái trải nghiệm tốt hơn và tuyệt vời hơn trong chính gian bếp của bạn. Tủ lạnh được tích hợp rất nhiều công nghệ hiện đại trong đó, bao gồm là có ngăn cấp đông mềm, kháng khuẩn nè, rồi ngăn trữ đông tinh thể bạc, rồi công nghệ Blue AG cộng kháng khuẩn đến 99,99%. Nếu như bạn đang tìm một chiếc tủ lạnh to, sang, xịn mịn, nhiều công nghệ hiện đại trong đó để giúp gia đình có một cuộc sống tốt hơn và bảo vệ sức khỏe toàn diện cho từng thành viên, thì tôi nghĩ rằng chiếc tủ lạnh này rất là đáng cân nhắc. Và giá của nó tôi sẽ cập nhật dưới phần mô tả. Và bạn nghĩ sao về con tủ lạnh của Panasonic thì cứ mạnh dạn và thoải mái bình luận phía dưới cho Hân biết để chúng ta cùng góp ý và xây dựng cho nhau để ngày càng tốt và hoàn thiện hơn. Nếu như thấy clip này hay và bổ ích thì nhớ cho Hân và ekip một like và một subscribe nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.